Tiếp tục mã số 1 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sao mã số 1 liên hệ trực tiếp cho mình anh chị ơi. Hai con ngá cái và con đực mồ côi anh chị. Mồ côi này nó tầm khoảng chừng chắc em đo tầm khoảng chừng 90 phân anh chị. Mồ côi ha. Hai con ngá cái là cực kỳ binh lực ha. Anh chị nào có nhu cầu mà coi bê cạo hay là để nái được ha anh chị. Con đầu tiên là cực kỳ đẹp ha anh chị. Để nái là hết thảy luôn anh chị ơi. Nó bị đỉnh lực như là con bò đực luôn, ngá cái là lực như con bò đực. Rất là binh lực ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm trại bò Hành Trung giúp em. Rồi, rất là binh lực ha. Cặp bò cái này giá tại chuồng của em là 18 triệu rưỡi anh chị. Nhá cái giá 18 triệu rưỡi một cặp ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ em ha. Anh chị xem nó mông đít anh chị. Lè luôn ha. Đây con ngá đực ha anh chị. Ngá đực này giá tại chuồng em là 7 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt giá tầm khoảng 7 triệu ngá đực cứ liên hệ trực tiếp với anh chị. Xương sóc đòn đứng ha, thẳng ok anh chị. Mặt này dòng 2 anh chị. Mẹ trật chuồng lụm củ tỏi anh chị. Đây. Đó. Còn chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Mã số 1, giá tại chuồng của em một cặp ngá cái 18 triệu rưỡi, một con ngá đực 7 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo em ha. Anh chị xem cái con ngá đực này, ngá cái này anh chị. Mông đít đó nè. Cái dàn lưng lên anh chị. Cái dàn lưng một gang tay em á. Đây, con bên đây cũng vậy anh chị. Rất là biên lực ha. Đây, mông đít là thè lè anh chị. Đây, gần mông ok hết lưng nè. Thở một gang tay em không anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu mà bê cạo hay này kia là có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho em ha. Cặp bò cái này giá tại chuồng của em là 18 triệu rưỡi anh chị, giá 18 triệu rưỡi. Giá 18 triệu rưỡi, còn ngá đực cái này tầm 7 triệu anh chị. Giá 7 triệu. Còn chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho em ha. 7 triệu, sâu lục một con đực ha anh chị. Tầm trung dòng 2 ha. Ăn uống là mạnh khỏe bình thường ok anh chị, còn rất là mập ha anh chị. Giá tại chuồng của em một cặp cái là 18 triệu rưỡi. Nghe được 7 triệu ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu anh chị, Kiên Giang anh chị, Đồng Tháp, Vĩnh Long anh chị. Đây, rất là biên lực không anh chị, cực kỳ to ha. Hai cái tơ này cực kỳ đẹp luôn. Chú anh chị nào có nhu cầu muốn để nái cứ alo giùm em ha. Đồng Nai, Củ Chi, Tây Ninh anh chị. Đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Đây, rất là đẹp anh chị. Còn chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp giùm em để cho em để phục vụ của anh chị ha. Để em ghép xe đi anh chị. Giá tại chuồng em một con đực là 7 triệu ha. Hai con ngá cái 18 triệu rưỡi. 18 triệu rưỡi một cặp ha anh chị. Lưng đít thì anh chị thôi khỏi chê. Tám tiệc này kia mình mà bao luôn anh chị. Đây, cái lưng nữa nè. Cực kỳ anh chị. Một rang tay em như là có con bò. Như là con bò đực luôn. Con này bò đực cực kỳ đẹp luôn anh chị. Giá tại chuồng của em là chỉ 18 triệu rưỡi một cặp ngá cái anh chị. Cặp đực 7 triệu, một con đực 7 triệu ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây. Tiếp tục mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu số 2 liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Để em show một cặp ha. Cặp bò này có giá tại chuồng của em 24 triệu anh chị. Đồng giá con nào cũng 12 triệu hết anh chị. Cái cặp này là hôm qua bữa trước em đăng lên anh chị. Cặp 26 triệu mà em xé cái con được ba bê đỏ em bán còn lọt lại con ha. Cái khách tới cái bắt thiếu một con cái tao không chịu anh chị. Này em xô anh chị lên một cặp ha. Con cái con kia rất là to anh chị. Con kia lỡ bò, giữa bò ốm tàn lớn ha. Con này rất là biên lực ha anh chị. Đó. Còn chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo mẹ ha. Đây nó có cái dạng có cái tim rúng giống như bọn em có nói rồi ha. Cái tim rúng thuộc xuống tí anh chị. Đó. Anh chị nào có nhu cầu bắt ghép một cặp này bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Bò này giá tại chuồng em là 24 triệu. Giá 24 triệu, con này rất là to binh lực anh chị. Toàn dài ha, dẻo tàn lớn. Toàn dài tàn lớn lắm anh chị ơi. Giá tại chuồng em một cặp bò này là 24 triệu đồng giá anh chị. Con nào cũng 12 triệu hết. Cô chú anh chị thích cái con nào cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá chỉ 24 triệu một cặp. Rất là to bò anh chị. Rất là to. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 2 liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Con bò này cực kỳ đẹp luôn á. Nó chỉ có lỗi cái là nó có tim đúng xuống tí nó hơi rẻ tiền ha anh chị. Đó. Cái bò này cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Nuôi sau này nó rút lên bình thường ha anh chị. Rất là đẹp bò. Giá chỉ 12 triệu ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Con bên kia là ốm dẻo tàn lớn ha anh chị. Mã số 2. Giá tại chuồng của em là 24 triệu. Xương sóc đứng thẳng gẳng ha. Đây anh chị xem cái dàn lưng đây hết hồn anh chị. Con này rất là biên lực ha. Bò này nói chung là nó không có thòng ruột anh tí nhẹ, nó kêu bằng thòng ruột nhẹ anh tí đi là cực kỳ đẹp ha.
Anh chị nào nuôi bò lâu năm thì sẽ biết ha, nó từ từ nó rút lên hết ha anh chị. Giá tại chuồng em một cặp bò này chỉ có 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quá có liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Giá 24 triệu. Một cặp giá 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Hành Trung giúp em. Em tiếp tục mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài mã số 3 liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Hai con 3B anh chị. Đây con đầu tiên là chiều cao 1m lẻ anh chị, con sau 1m lẻ ha. Con đầu trước đầu tiên là lùn tháng tầm khoảng 6 tháng rưỡi ha. Con sau tầm 7 tháng rưỡi trở lên anh chị. Cặp 3B ha. Cặp bò 3B là giá tại chuồng của em là 27.500.000 anh chị. Giá 27.500.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài được 3B liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Rất là đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài hai con được alo trực tiếp giùm Trà Bò Hành Trung giúp em. Lâu lâu sau đường cặp vật 3B anh chị ơi. Đây, rất là to, rất là pin ha, con sào đen mung luôn anh chị. Đó, rất là to bò, giá chỉ 27.500.000 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo em ha. Dạ mong là anh chị, bò nói chung là nó cứng bò thì nó buộc nó không có pin được ha anh chị. Nó cũng dẻo vừa bò lắm anh chị ơi. Một cặp bò được 3B giá tại chuồng em là 27.500.000. Giá 27.500.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con sào bự lắm ha anh chị. Con sào nó to luôn ha. Cái chỗ mà nó là cái chạy mông đít em xuống xe nó bị chạy anh chị chứ không bị gì ha. Bò không hồng cuộc không muốn nhớ anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 3 liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Hai con đực 3B anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Mã số 3 giá tại chuồng của em là 27.500.000 anh chị. Hai con đực 3B anh chị. Đây. Con sau thì nó to hơn anh chị, con trước còn lông máu anh chị, nó đang gất lông ha. Anh chị nào 3B sẽ biết anh chị. Con sau u sừng anh chị. Con trước này nó hơi u à. Trụi sừng luôn anh chị ơi. Nó u nhẹ sừng ha. Cặp bò này giá tại chuồng của em là 27.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha. Em đứng xa cho anh chị xem hết con bò anh chị. Đây. Giá tại chuồng của em là 27.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em. Mã số 3 giá tại chuồng của em là 27.500.000 anh chị. Cặp đực 3B anh chị. Hai con 3B ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. À, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị. Em đang có chuyến xe về Lai Dung, Đồng Tháp anh chị. Em đang có chuyến xe về Bến Tre anh chị. Chợ Gạo, Củ Chi, Tây Ninh anh chị. Bình Dương anh chị, Đồng Nai anh chị. Em đang có chuyến hướng xe đi về Bình Thuận anh chị. Xuân Lộc, Đồng Nai ha. Bình Khánh, Long Khánh anh chị. Long Khánh là Vũng Tàu anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em anh chị. Để em ghép xe đi ha. Đây, hai con 3B cực kỳ pin lực không anh chị. Giá tại chuồng của em là 27.500.000. Mã số 3 giá tại chuồng em 27.500.000 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây anh chị xem đây. Đó, con sao là u sừng luôn anh chị. Đó. Giá chỉ 27.500.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Mã số 3 giá tại chuồng của em là 27.500.000. Đây, em đi từ xa đứng từ xa cho anh chị xem ha. Sườn sóc đứng thẳng gẳng anh chị. Đó, dàn mông dàn đít là ok hết anh chị ơi. Bò này to rồi. Chỉ giá 27.500.000 anh chị sâu được một cặp được 3B ha. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo nữa ha. Cái con trước là còn lông máu nó chưa rụng hết anh chị, sau này nó rụng giống y gan cái con sau đang thù lùi vậy anh chị. Giá chỉ 27.500.000, chiều cao là 1m1 là 1m lẻ anh chị. Yếu 1m1 ha, trên mét anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Tiếp tục mã số 4 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 4 liên hệ trực tiếp giùm Trà Bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Mẹ sim anh chị. Nghe cái kem. Bò này sẽ mặt sẽ lưng điều chính anh chị ơi. Con bò này chiều cao là 1m1 lẻ anh chị. Trái sữa anh chị thấy chào bá lửa không anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em anh chị. Mã số 4 giá tại chuồng em là 13 triệu anh chị ơi. Mẹ một con giá 13 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá chỉ 13 triệu mẹ con anh chị. Đó, rất là min lực anh chị. Con mẹ còn rất là mập ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ con mà giá tầm chung chung thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây con mẹ còn ok lắm anh chị ơi. Con đây. Con to đùng ha, con này lùn tháng tầm khoảng 2 tháng rưỡi trở lên anh chị. Rất là bóng bò ha. Đó, con mẹ còn ú nù luôn anh chị. Chủ nuôi cũng khéo ha. Con mẹ này đẻ tầm khoảng 2 lứa anh chị. 2 lứa hoặc 3 lứa quay đầu về anh chị ơi. Con mẹ còn rất là sạch bò anh chị. Đây. Đó, cái dàn sừng ở đây. Ok không anh chị? Đó. Chị thấy không? Dàn mặt ok lắm. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, mẹ một con giá tại chuồng của em là 13 triệu, nghe cái anh chị, giá 13 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em. Con mẹ còn rất là mập ha anh chị. Đây. Giá chỉ 13 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà thiện chí muốn bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Để em ghép xe đi để phục vụ của anh chị ơi.
Giá chỉ 13 triệu, mẹ một con anh chị, nghe cái. Xương sóc đứng thẳng gẳng, trái sữa thì chà bá lửa luôn anh chị. Xé mặt xé lưng đều chín hết. Đây, rất là bóng anh chị. Con bò này màu vàng rơm anh chị. Con chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em. Nó rất là mập bò anh chị, không phải là ốm nhách luôn ha. Anh chị thấy không? Em đứng từ xa để cho anh chị coi hết con bò. Đó. Nó quay từ góc độ luôn ha. Đó. Nó quay chi tiết, nó quay quay vòng vòng cho anh chị xem luôn. Một cái đèn đít nè anh chị, nó còn mập mờ luôn. Trái sữa anh chị thấy không? Thì lúc lắc luôn anh chị. Trái sữa rất là to hả anh chị. Sữa rất là đẹp. Đây, con mẹ đây. Giá mẹ một con giá chỉ 13 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Trái sữa rất là to anh chị ơi. Giá mẹ một con giá chỉ 13 triệu ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, để em ghép xe đi hả anh chị. À, cái cú xe mà về Đồng Nai và hiện tại rất là rẻ anh chị, cái phí rất là rẻ, chỉ có mấy trăm ngàn thôi anh chị. Tại vì ngày mai là có chuyến đi anh chị, chỉ mấy trăm ngàn ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt chứ liên hệ trực tiếp giùm ha. Chứ Sóc Trăng anh chị, chỉ ghép có mấy trăm ngàn thôi, Đồng Tháp cũng mấy trăm ha. Vài trăm ngàn là một cú xe anh chị. Đó, mẹ một con giá tại chuồng của em là 13 triệu, mã số 4. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây, con mẹ đây. Rất là sạch anh chị. Tiếp tục mẹ con mã số 5 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xem mã số 5 liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Mẹ Pháp con Pháp anh chị, bò này đẻ hai lứa bò anh chị. Mẹ Pháp con 3B ha. Mã số 5, mẹ con này giá tại chuồng em là 17 triệu rưỡi anh chị ơi. Bò này xếp mặt xếp lưng đều chín hết anh chị, bò này cực kỳ mập anh chị. Đây con là hết thuốc luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho em anh chị. Đây, rất là đẹp ha. Để tầm mặt hai lứa hoặc ba lứa quay đầu về anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Đây con mà bê cực kỳ bóng ha. Cái sổ mà nó cái giỏ móng mà nó trầy trầy đó là xuống xe nó bị trầy anh chị, nó bị trầy xước nhẹ, có bị gì hết anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp dùm em ha. Giá tại chuồng em là 17 triệu rưỡi mẹ ông con. Cái cái cực kỳ đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mình để nền để nái liên hệ trực tiếp dùm em ha. Đây. Đó, dòng mặt đây anh chị. Rất là bóng bò ha. Con này rất là to ha anh chị. Nó đứng nói chung là đứng cái nó không được thẳng mấy ha, nó không được xuôi bò á, cho nên cái giò sao đứng được thẳng ha, hung ha anh chị. Con này cực kỳ biên lực, rất là đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Con mẹ rất là đẹp anh chị, rất là sạch ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm em ha anh chị. Mã số 5, giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi, mẹ con giá 17 triệu rưỡi. Đây. Cái sữa này anh chị, cực kỳ to luôn ha anh chị. Bò này cực kỳ mát sữa luôn anh chị, cái sữa này là chà bá lửa luôn á, cái sữa hết hồn anh chị. Còn cái ba bê nè, anh chị thấy không, xuống nó bị sớt cái da nó trầy chứ không bị gì anh chị, không sò ha, không sò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đó. Giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi mẹ con. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Đây, rất là to rồi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp dùm Trại Bò Thành Trung giúp em. Giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi mẹ con anh chị. Rất là đẹp bò anh chị, rất là sạch. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang ha. Đồng Tháp anh chị. Bến Tre ha, Đồng Nai, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương anh chị. Anh chị nào ở các tỉnh đó có nhu cầu bắt bò cứ để em ghép xe đi anh chị. Đây. Còn anh chị nào bắt bò em phải cọc bò anh chị. Em cũng có bị một trường hợp rất là nhiều anh chị. Có ông anh kia em hỏi em bắt bò mà cọc lỡ mất tiền sao, không bao giờ mất tiền ha. Em mở cái trại bò em bán là không có giật tiền cọc của anh chị ha. Em đăng clip trước cũng có một hai người hỏi em đặt chốt cọc bò có bị mất cọc bò không, là nó không bao giờ có ha. Địa chỉ cụ thể cái kênh YouTube của em Trại Bò Thành Trung Tâm Phúc Vlog là nói chung là cũng nhiều người biết đến em lắm, chứ không bao giờ mất tiền cọc đâu ha anh chị. Em buôn bán mỗi ngày mà đâu có giật tiền cọc anh chị làm gì. Em cọc là để cho anh chị có trách nhiệm với con bò của em nên chọn anh chị bắt. Cũng có nhiều anh em mà đưa bò lên tới chọn mà cũng không bắt luôn, đăng lên tới này kia rồi phiền nàn mất công lắm. Anh chị đặt bò bắt cọc, đặt cọc bò đặt tiền thì em mới giao bò ha. Còn mà mình nói mua rồi xong với các cái trại khác nó không có chuyển khoản mà nó giao bò này kia, nói chung là mấy anh đó thì ảnh tiền ảnh nhập tiền nước ngoài về cho nên ảnh có cả gan đó. Như em trại em không có gan anh chị, có cọc em anh chị nào mà mua bò thì cọc tiền em mới giao bò ha. Đó, mẹ con này giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi ha, cái 17 triệu rưỡi, mẹ con 3B ha anh chị.
Tiếp tục mẹ con mã số 6 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài mẹ con Getman cái đực 3B mà cối cái liên hệ trực tiếp giùm anh chị. Con bò này chiều cao là em đo giữa lưng là yếu 1m3 một tí anh chị. Con bò này tơ lẻ đối đầu anh chị, cái sữa là chà bá lửa luôn anh chị ơi. Con bò này chủ phối được tầm khoảng mười mấy ngày anh chị. Mẹ con này giá tay chuồng của em là 25 triệu anh chị. Bò này phấy được mười mấy ngày ha. Cấy lại 3B anh chị. Lúng miếm lòng thòng, bò này cực kỳ to biên lực ha anh chị. Con mẹ còn mập lắm anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt mà thích mẫu mà bò mà này kêu bằng con Getman đi anh chị ơi, cứ liên hệ trực tiếp cho mẹ mình đi anh chị. Xương đòn lớn ha, con mẹ là cực kỳ to ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo giùm em. Getman để tơ để đứa đầu ha anh chị. Đây đó, một lứa mọc luôn duy nhất. Trái sữa nè anh chị, xem trái sữa nè, chà bá lửa luôn ha. Con là cực kỳ to ha, con này tầm khoảng 3 tháng quay đầu về anh chị. Giá tại chuồng em là 25 triệu. Giá 25 triệu sổ lực mẹ con cực kỳ biên lực ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Bò này cực kỳ to luôn anh chị, em đo giữa lưng, ngay giữa lưng là yếu 1m3 một tí ha anh chị. Trên 1m2 ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Con nói chung là cái đít như cái thúng sao vậy anh chị? Nó mắc sữa. Con mẹ này cấy lại là được tầm khoảng 13 14 ngày anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng của em là 25 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Giá 25 triệu mẹ một con. Cái màu ở trong hình nó thì nó hơi vợt hơn ở ngoài anh chị, ở ngoài nó đỏ hơn anh chị. Đó. Bò này chân viền khú luôn anh chị, xương móng sò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng em là 25 triệu mẹ một con anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp anh chị, Bến Tre ha anh chị, Tiền Giang ha anh chị, Sài Gòn, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai ha, Bình Thuận là có chuyến ghép đi đưa được luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em để em ghép xe đi anh chị. Con này cực kỳ VIP lắm anh chị. Đây em lại gần cho anh chị xem con đây. Rít cái thúng sao vậy á. Cái lưng nó một rang tay em anh chị. Đây. Bò này tơ anh chị. Đó. Nè em đây cái lưng anh chị. Hết hồn cái lưng không anh chị. Đó, rít con là chà bá lửa luôn. Đó. Giá chỉ 25 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con mẹ rúng yếm lòng thòng rất là đẹp anh chị. Dàn rúng anh chị thấy hết hồn không anh chị? Quá VIP con bò luôn anh chị, trái sữa nè. Trái sữa rất là tốt ha. Mẹ con này giá tầm vậy mình mua không bao giờ lỗ được đâu anh chị ơi. Lâu lâu cơ hội mới được cái bộ mẹ con mà sạch đẹp vậy nên anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Giá tại chuồng em là 25 triệu anh chị. Anh chị ở xa thì chạy em ghép xe đi ha. Em đang có chuyến xe ghép đi Đồng Nai ngày mai em đi anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ giùm em ha. Đây, rất là sạch bò. Con mẹ là đuôi lết phết đất luôn anh chị, đòn vài anh chị. Rất là dài bò. Giá tại chuồng em chỉ 25 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là sạch. 25 triệu, mã số 6.